them, you know, I have much better feeling without that. I make first needling and then exosome, or first PRP and then exosome. So he said you can use actually as a lubricate also, yes. But I don't feel so much. Right. You know, so we'll see. You know, so. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh để giúp chúng tôi sáng tạo thêm nhiều video thú vị hơn. Xin cảm ơn.